test tâm lý quắc mắt phích 676. Chương trình này Zin nguyên bản hoạt động tốt, có mức giá 3.900.000 đồng. Chiếc pin này phần nguồn tắt bật cũng chính là volume luôn. Đây là dòng cổ xuất âm tụ. Quắc lắp phích là một thương hiệu của Mỹ. Chiếc pin này được sản xuất tại Nhật Bản, cho phép chúng ta chơi được hai đôi loa, có đầy đủ các tính năng như là chỉnh bát chép ba lăng, lao nét. Radio là 108 với đài radio bắt rất là rõ nét. Chúng ta đang được thưởng thức radio FM này. Với phần radio 108 thì các bác có thể nghe thông tin đài cũng như là cái giải đèn của radio ở đây rất là lớn. Buổi tối nó choáng lên một cái màu vàng rất là cổ kính vintage. Đấy. Size của chiếc đi này rơi vào size 45, các bác có thể trưng bày tốt. Trong việc giảm thiểu tác động môi trường trong tương lai, loại tạp dề này được sản xuất theo một quy trình đặc biệt. Hoạt động rất là hoàn hảo. Các bác nào có nhu cầu chơi chiếc đi này thì liên hệ cho em. Giá thì chỉ có 3.900.000 thôi. Giá rất tốt, áp dụng trong đợt quốc khánh này nhé. Giọt buồn rơi, rơi lặng lẽ trên con đường dài. Một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rớt rơi trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng, tìm anh lẽ